Xin chào cô chú anh chị các bạn. Hồi sáng này nào mình mua được sữa nè. Hồi sáng này thì cũng 7 mấy 8 giờ xương qua có chạy lên chỗ bán sữa bò tươi á, mua mà người ta chưa có mở cửa. Thì mình mới đi lại. Thì về mình mới đi lại thì bây giờ có rồi nè. Nè, có sữa rồi. Mừng quá. Đây là sữa bò tươi dắt từ bụng bò ra luôn nha các bạn. Mình tính làm sữa chua đó. Sữa chua mình tính làm sữa chua loại chị đang nghĩ nó lên luôn hả? Tính làm sữa chua loại sữa chua Hy Lạp á các bạn. Mà cái mới đầu thì mình tính trong bụng á là mua mới đầu mình tính trong bụng á là mình mua sữa tươi nguyên kem ở trong siêu thị á, ở trong cái hộp á. Này hết vô đây là 5 lít đó các bạn. Mới đầu thì mình tính là mình mua sữa tươi nguyên kem ở trong siêu thị, trong Bách Hóa Xanh rồi này kia các bạn, trong tiệm bán sữa làm bánh á, cái mà ở trong Mỏ Cày mới có bán, mà mình vô Mỏ Cày chưa có được, đi chưa có được. Cái mình nhớ lại là ở trên chợ Xếp thì có một chỗ bán sữa bò tươi. Sữa bò tươi dắt từ bụng bò nè, sữa này là bao nguyên kem luôn, không qua quá chất gì luôn, chưa tiệt trùng. Bây giờ mình nấu lên, mình làm sữa tươi nha các bạn. Cái này thì mình mua là rẻ đó. Rẻ, nếu mà so với cái hũ sữa tươi nguyên kem thì chắc là rẻ hơn. Cái này mình mua 20.000 lít nè, còn sữa tươi nguyên kem mình không biết nhiêu. Không biết, tại vì mình chưa mua lần nào mình không biết nhiêu lít. Mình đoán là cái này nó rẻ hơn cái kia. Mà uống cái này uống ngon lắm. Nên nếu mà mình, tại vì nhà mình hay uống cái này lắm. Nấu cái này ra uống á. Mình nấu cho sôi lên. Sôi sơ qua vừa sôi lên cái là tắt bếp được rồi. Xong mình bỏ đường theo theo khẩu vị của mình. Xong rồi cái mình để lạnh, mình để tủ lạnh mình uống. Làm cái để qua một đêm á nha. Cái trong sữa này nè, nó có kem có bơ đồ nhiều quá, nó lợn cợn trong sữa uống hả, nó béo mà nó đậm đặc lắm. Nói chung là nó ngon gấp mấy lần uống cái này, gọi là uống cái sữa tươi giống như uống nước lã vậy đó. Uống cái sữa tươi bịch á lại như uống nước lã vậy. Còn cái này nè, nó đậm lắm, nó đậm đặc lắm. Này là hết như đây là 5 lít. Bây giờ mình nấu sôi rồi mình làm sữa chua. Cái này thì mình nấu bằng bếp lửa thì nó không ngon, nó hơi khói, cho nên mình nấu bằng bếp ga nha các bạn. Chừng 2 lít đi, chừa 2 lít ra út, còn 3 lít để làm sữa nè, chua. Sữa này là cái lớp này là ngon nhất nè, cái lớp màng này nè, một cái này là tinh túy đó, cái này là bán sữa. Một chút xíu cái ca này đựng nước đậu nè, đựng nước đậu đen tiếc nó vàng. Chút xíu nữa cái bỏ đường, cái bỏ tủ lạnh. Đây, bỏ miếng đường nữa. Bỏ ít thôi, hết, uống nó ngon. Bỏ tủ lạnh cái bắt đầu nó sắc xuống, uống ngon lắm. Mua sữa bò này uống nó vừa rẻ mà nó vừa bổ nữa. Còn mình mua sữa mà sữa hộp ở ngoài đường á, người ta thật ra một hộp mười mấy ngàn mà đâu có, một hộp gần cả 10.000 phải không, mà đâu được nhiêu đâu. Ba không nhớ cái sữa, tại ba nào thì chưa mua, ba không biết sữa tươi nguyên kem nó mắc không nữa. Ở trong siêu thị cái hộp của họ mua hũ sữa bao nhiêu hả? Không phải cái sữa tươi Dutch Lady á, mà sữa tươi á. Cái đó không nhớ luôn nữa. Hồi đó thì 25.000, nhưng mà giờ chắc khoảng 30 quá. Cái sữa đó uống ngon á. Cái sữa tươi mà của loại Dutch Lady các bạn, nó còn kem á thì uống ngon, nhưng mà nó cũng mắc hơn cái này một chút. Còn này chưa để. Cái này để tủ lạnh uống, còn cái này là làm sữa chua Hy Lạp. Ba cái này ba lít. Làm sữa chua vậy vớt cái màng này ra. Vớt đi. Vớt cái bán sữa ra đi. Bán sữa đó nó kẹo lại uống mới đã. Cái này mới ngon nè, cái này là uống rồi. Đó. Ờ cái đó đó bác ạ. Cái này là ngon nhất nè. Chút quá, cái này nguội nó còn đóng lớp nữa.
chưa đặt còn có không chút à. Gì đó, làm như con. Giờ mình ủ sữa chua, mình ủ sữa chua bằng cái nồi cơm điện này các bạn. À, làm biến. À, nhưng mình có hùng sớt á, nhưng mà bảo hỏi dục bớt á. Cho nên là giờ ủ bằng nồi cơm điện, cũng được mà ủ bằng hùng sớt hay là bỏ vô cái thao cái nồi ủ cũng được nữa. Tại mình ủ mấy lần rồi bữa hỏi mình ủ bằng cái nồi nó bánh tét á, mình chế nước ấm, chế khoảng 70 độ á, xong rồi bỏ sữa chua vô bịch túm bịch hết rồi. Xong rồi cái bỏ vô cái nước ấm khoảng 70 độ, mình bỏ vô cái nồi nấu bánh tét, xong mình đem ngay nắng mình phơi là mình không có cần chiên nước nóng vô nữa. Nó nóng hoài luôn các bạn ơi. Bữa đó mình làm tới chiều có 4-5 tiếng đồng hồ à, mà nó chua lẹ luôn, chua ê gan là không được, dục luôn. Bởi vậy cái này phải canh mới được. Tại mình cũng làm sữa chua được mấy lần á, cho nên là mình phải canh nó mới vừa cái chua á, nó vừa cái khẩu vị của mình. Chứ nghe là người ta làm 8 tiếng là coi như là chua lét luôn á. Đây là mấy tiền mới đổ vô mấy bịch sữa chua cái các bạn. Sữa chua này là ở đâu vậy? Sữa chua cái ở chỗ bán sữa bò luôn. Sữa chua cái này cũng từ bàn sữa bò luôn. Sữa bò. Còn sữa này là sữa đực hả? Sữa ông thọ. Sữa đực. Nói mà không biết, nói xong mới biết không? Dính nè. Đổ vô đi. Đổ vô này cái bỏ nó vô này cơm. Nha, sữa chua trừ cơm á. Chứ không có cơm đâu. Cái này có nút ấm sẵn rồi, mình khỏi cần bấm nút ấm này. Hồi nãy cái lúc mà mình bỏ vô, hồi trưa cái lúc mà mình bỏ vô mình ủ thì cái chỗ này là nó để 4 giờ, còn giờ là nó để 12 giờ rồi nè các bạn. Giờ mình mở ra nha, đúng 8 tiếng á. Sánh nè. Ồ. Y như tàu hũ rồi đó. Y như tàu hũ luôn á. Quá ngon. Để mình thử nha. Ngon. Lấy ra. Nào qua ăn thử qua. Nó nóng lắm. Ừ, ngon lắm vậy. Nó nóng mà nó không có ngọt không. Tại nãy mình để không có để đường, mình chỉ có để sữa mà nóng quá. Wow. Nó có giống như cái miếng tàu hũ luôn các bạn. Nè. Nhưng mà một lát mình sẽ, các bạn có thấy có cái nước này không? Nè cái nước này nè. Lát mình tách cái nước này ra. Ôi ôi, múc nó đã. Coi nè. Cái này mà bỏ tủ lạnh là ăn siêu ngon rồi đó. Để lấy đổ rồi. Mình để cái này chắc để tủ lạnh nguyên đêm các bạn, cho nó chắc xuống lấy cái không lấy nước. Mới đây mà chảy nước xuống nè. Giờ mình để cái sữa chua này nè vô trong tủ lạnh cho nguyên một đêm cho nó lạnh, với lại nó từ từ nó rớt cái nước xuống rồi nó sắc xuống rồi còn chừa cái lại. Mình để tủ lạnh một đêm thì được bao nhiêu đây? Cái nước trắng nè các bạn. Nước này thì bữa nay mình sẽ
được ăn bò nhúng, bò nhúng cái nước này là protein white. Hay chuẩn bị nè, chị hai mình làm nè, chị hai mình làm mà bò nhúng sữa chua. Cái nước này nè uống ngon lắm nha các bạn. Thơm mùi sữa chua mà nó chua chua, mà nó ngọt ngọt mà nó thơm mùi sữa chua. Nè các bạn, coi nè, mình để một đêm rồi cái nó xuống cái nước rồi nó còn cái sữa chua không à. Đặt kẹo luôn. Nè mình lấy này mình vũ qua luôn đi. Nè vậy nè, vậy nè. Nè. Y như tàu hũ à. Đổ vô hết đi. Hết chưa? Hết đây. Ây da. Dạ. Đây để đâm. Đây nào? Được có nhiêu đây nè các bạn. Em chảy máu rồi nè. Nhiều đây thì cỡ khoảng 2 lít sữa thì mình ấy mình còn lại được nhiêu đây nè các bạn. 2 lít sữa. Để con chảy vô nha. Y chang kim chi luôn mà. Y chang tàu hũ. Để con cho kẹo lên. Đây là sữa chua hay lạp nha các bạn. Để con cho kẹo lên. Cho ra kẹo lên một viên thôi nha. Nhiều viên. Để con đưa kẹo lên. Ăn cái này là tính ra một chén này là nó nhiều hũ sữa chua lắm á. Ủa quên. Chứ con cả gì. Phải rắc kẹo lên vậy mới đúng hả? Từ cái tàu bị dâu lên. Ba rắc kẹo chơi. Giống như bánh ăn sáng bỏ rắc lên sữa chua. Còn không rắc cũng được. Xin mời cả nhà. Đây sữa chua Hy Lạp, cái này nó hơi đậm đặc hơn cái sữa chua bình thường nhiều lắm á. Ăn từ từ thôi. Mẹ. Ăn từ từ để dành tối mình. Mẹ. Xin mời cả xin nhà. Mời ông bà cô bác. Xin mời ông bà cô chú. Rồi con mời ông bà cô chú nha. Ăn thử. Có bột không? Bột không à. Bột không à. Nó béo mà nó không có ngọt nhiều tại vì mình không có bỏ đường nhiều. Gạo hết ta. Béo. Cái này giống như là mình bỏ bột vô đây vậy á. Mình bỏ bột vô sữa chua vậy á. Phải không? Này ăn màu ngắn. Hơi có bột chút xíu siêu à. Màu ngắn. Chỉ còn 2 cái. Ủa này có bỏ bột không Dũng? Không. Sữa không à. Nó có giống có bột như nè. Sữa chua để coi đây bà sữa chua gì, sữa chua gốc hả? Cái này có thể là mình nước nè. Sữa chua gốc nè, giặt nè. Sữa trái, sữa tươi. Ừ, tự nhiên sữa tươi rồi thì vậy thôi á. Thì giống như cái hũ sữa chua bình thường mà mình lọc. Làm sao mà như còn hơn nước cốt dừa nữa mà. Thì như sữa chua bình thường mà cái này mình tách nước ra thôi, chứ đâu có gì đâu. Chỉ còn một cái kẹp sẵn này luôn. Nó béo. Thì có điều nó không có dẻo. Nó bờ gờ, nó không có dẻo. Thôi thử. Không có dẻo, nó bỏ. Có người ăn ghiền cái này nè. Ăn có người ta ăn cái này ta thích hơn sữa chua bình thường. Không được ăn cái này không? À, con nghĩ ăn, nha. Con muốn ăn kẹo. Ví dụ như á, đi ra vô, múc muỗng ăn, đi ra vô, múc muỗng ăn. Là sẽ ngon, còn nếu mà mình ăn nguyên một chén vậy là mình ăn đã mà ăn không nổi gì như con là ăn không nổi rồi đó. Tại vì nó bé quá. Bé thiệt á. Cái này mắc lắm á. Cái này giống như dán sữa vậy á. Giống như dán sữa. Cái hũ người ta làm thành phẩm ra vậy nè, mà hũ nhỏ nhỏ là mấy trăm ngàn rồi đó. Ghê vậy? Vậy nếu mình ăn bán nhiều. Ăn kẹo à. Hai lít sữa được như đây nè. Tại ngày hôm qua mình nấu ra. Mình ra sữa chua xong rồi mình còn chừa lại một tô sữa chua nữa. Không còn kìa. Hai lít sữa ra như đây thì cũng đâu có khoảng cỡ tốn chừng 50 ngàn. 40 ngàn tiền sữa với 10 ngàn tiền sữa chua. Có gì được không à? 50 ngàn ra nhiêu đây? Không miếng tô. Nhưng thước luôn. Ngái, béo. Béo. Nếu dữ dội. Nếu mà theo mình đó nha thì mình thích ăn cái sữa chua chưa tách nước hơn.
tại vì cái ghe nó có nó lỏng lỏng mà nó có độ trơn, nó chua mà nó ăn như trơn trơn như tàu hũ. Ủa thằng cháu làm gì á? Ghe của con đâu? Làm gì? Ghe của con đâu? Ghe của con đâu? Chép con nè. Nó dướng cái giọng. Dướng cái giọng. Cái này mà làm bánh mì ăn ngon lắm luôn á. Mì gì? Bánh mì, ở không phải là bánh bông lan á. Làm bột phải không? Pha vô bột phải không? Pha vô cái bánh bông lan mà đánh trứng với sữa vô bột rồi á, rồi pha cái này vô đánh. Trời ơi. Nó ra bánh bông lan phô mai. Trời ơi. Bánh lan gì? Bánh bông lan phô mai. Bộ này là phô mai hả? Người ta phô mai hôm qua mới sửa xong giờ phô mai nữa. Phô mai. Phô mát. Phô mè. Phô nhảy cầu bò. Cảm ơn mẹ. Dạ. Tao chế rất giờ. À thấy giống như. Đi hãy nhìn ngoài. Tao tưởng con nó dướng cái gì. À. Ăn nó mịn mịn giống như tàu hũ ha. Mịn béo béo chua chua. Bột bột. Cái này á. Ê chị Ba, chị biết nhìn cái cục này. Chị biết nhìn cục này giống như con sữa chua. Đúng rồi, y như giống con y như cái con sữa chua luôn á. Mày nhớ con này mới đi làm tao làm vậy hả? Con cũng biết nữa, người ta gọi là vậy á. Mà tao bán mắc lắm, tao làm thành phẩm ra vậy tao bán mắc lắm. Nên nói với người ta làm mà bằng sữa cừu rồi này kia. Sữa cừu á. Đúng rồi, y chang cái con sữa chua. Ha. Để dành làm miếng cái được. Ừ. Ngán quá. Ngán thiệt luôn. Nhà mình không biết ăn sữa chua hay lạ vậy các bạn ơi. Thôi mình ăn sữa chua của mình đi cho chắc. Mình xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin chúc cả nhà có một buổi chiều thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Con gà hả?